chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với tụi mình. Mình là Sơn và đây là anh Trắng. Mỗi ngày anh Trắng anh sẽ chọn ra một cái thử thách và nếu các bạn làm hoàn thành thử thách đó thì anh sẽ khao các bạn một tô phở. Để mở màn cho cái series đầu tiên này á thì anh ở đây mình sẽ có bạn Diệu. Đó, Diệu ok. Đúng rồi. Đây Diệu hồn ma ra. Thử thách của anh Trắng sẽ là 50 cái dip không nghỉ, đúng form. Nếu mà Diệu hoàn thành 50 cái clip này thì Diệu sẽ được tô phở ha. Thôi các bạn cùng nhau xem như Diệu vượt qua thử thách 50 cái clip cuối buổi. Có nghĩa là mình đã tập rất là nhiều rồi và đây là cuối buổi tập ha. Chúc bạn ngắn. Vô đi mà. Vô. Thì cái form clip của mình anh sẽ để con tay like đây ha. Thì có nghĩa like đây nghĩa là gì? Like đây có nghĩa là các bạn phải like video của mình ha. Right. Like kìa. Rồi. Vai của mình xuống chạm nhà máy tính ha. Đó 1, 2 lên thẳng tay. 4, 5, 6, 7 chứ chắn là 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thẳng tay em ơi, 30, 1, 2, 3, chậm rồi đó, 5, chậm rồi. 6, 7, 8, 9, 40, mười nữa là cô Vũ đó ơi. Không để phát thôi nha, từ 41 tại vì bạn ấy giơ con tay thối lên đối với khán giả là mười cái nữa, cộng 10 cái nữa, cộng mười cái mười rồi không có lúc nào mà 41 rồi nhưng mà trừ 10 là còn 31 còn 29 cái nữa bạn ơi, 19 cái nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi bắt đầu rồi. Xong rồi. Mở cái đó. Tăng độ khó cho game. Rồi ok. Ok. Giờ cái nữa đi nè, tăng độ khó cho game. Mời nào. 1 2 hai, ba, chứ không ăn phở rồi. 4 5 yeah. Nắm cái nữa thôi. Sao ưỡn nghẹo quá vậy? Ok, nắm cái nữa. Anh Trắng anh muốn nói gì trước khi bắt tôi phở không? Cố lên em. 1 2 3 4 cái nữa nào, lên. Yeah. Rồi đạt cái đây đạt rồi. Các bạn vừa thấy là Diệu đã vừa chạy qua thử thách và phải là tôi phở anh Trắng, anh đôi anh Trắng nha, tới chợ. Anh có nói gì tới hệ trẻ không? Em hoàn thành rất tốt. Anh vui lắm á. Ok, cảm ơn anh. Vui đâu vậy? Nha. Đây là tổ phở của em khó tính lắm mà nha. Đúng nha. 1 rồi, 2 3 chuẩn form phải theo. Chuẩn form 10 cái. 5 dư luôn rồi, 6 chuẩn form đụng vô là 7. Chuẩn dư luôn rồi. 9 10 1 thở ra anh ơi. 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi, 50 cái. 1 2 3 cái nữa nè, 3 cái nữa. 3 2 nữa, 2 nữa. Cú nào, go. Lên. Lên. Trời ơi, xong rồi. Còn cái nữa là em được. Lên, lên. Lên. Đừng động đất nha. Còn cái nè. Ẩu rồi còn cái à. Ok quá. Anh đang làm tốt lắm. Anh đang làm được 24 cái. Anh đã có được một cái canh với lại một chiếc ớt. Anh vỡ hai con lần sau mình ăn vỡ. Hey, anh tính cà rồi. Đúng rồi. Chỉ còn có một cái.